Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này của Mỹ là hành động quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng, khẳng định việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn do ảnh hưởng của gió và khả năng tự điều chỉnh hạn chế, nên khinh khí cầu đã đi chệch hướng so với lộ trình dự kiến. Trước đó, truyền thông của Mỹ đưa tin máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương vào chiều ngày 4 tháng 2 giờ địa phương.